Ngày 29 tháng 11, Huyện ủy Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông xác nhận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện rà soát, có báo cáo cụ thể liên quan đến việc xây tường để rào nhà của một hộ dân đã đăng trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về kết quả xử lý trước ngày 5 tháng 12, báo cáo kết quả kiểm điểm xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc này. Thông tin từ Huyện ủy Đắk Miêu cho hay. Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Miêu xác nhận, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc. Chiều nay, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện sẽ đi kiểm tra thực tế ở hiện trường, ông Lũy cho hay.